Rồi, xin chào anh em nha. Chúc anh em có buổi chiều vui vẻ nha. Sáng nay mình không lên clip được nha. Chiều hôm nay tiếp tục clip bán máy anh em nữa. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình luôn là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nhỏ phía trước nha anh em. Đó, quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel cho những máy dưới trên 2 triệu, còn dưới 2 triệu thì 50.000 Viettel được rồi anh em. Anh em nào mà tin tưởng mà chịu khó thành á là mình bao ship. Còn anh em mà cọc tiền thì anh em chịu phí ship cho mình nha. Tất cả các máy thì mình có đều có ship code toàn quốc nha. Rồi, mình giới thiệu con máy đầu tiên luôn nha anh em. Là một em G2 Dream đi, G2 Dream. Máy này thấy vỏ sao rồi nha anh em. Đẹp len keng nha. Nếp sao thấy sườn có xuất sắc vậy nha. Con này thì màn hình 5 inch. Ra 1,5 bộ nhớ 8. Pin con này là 2,6 nha anh em. Kính đại giác lực rồi. Đẹp keng nha. Con này thì nói thực sự anh em là chủ yếu là mình xem YouTube thôi, với Zalo. Nhẹ nhẹ nha. Màn hình bên trong thì có 1-2 vết xước nhẹ nhẹ, không đáng kể nha. Đó, máy kiểu ok, chức năng ok, wifi các kiểu ok nha. 750 nha nè, 750 nha, kèm sạc giang kính nha. Tiếp theo là con G4 cặm nha nè, G4 lút ha. Con này dùng trên cái tróc thủy này. Còn dưới lâm đẹp nha, màng rất là đẹp. Màng 1-2 cặp lông chuột, cực nhỏ. Còn keng nha, sườn là ok. Màn hình 6 inch nha anh em, RAM 2/16, pin con này là 3300. G4 Plus, máy riêng nguyên. Thì chưa hề qua thay thế sửa chữa gì hết nha anh em. Wi-Fi cực mạnh ha. G4 Plus. Con này ra đi cho anh em giá 1.550.000 nha, 1.550.000. Kèm sạc giang kính nha. G4 G7 G710 anh em, máy riêng đẹp 9798 nha. G710 màn hình 5,5 nha anh em, RAM 2/16, pin 3,3 luôn. Con này thì sườn cực đẹp luôn. Đó, sườn rất là đẹp anh em, kính là gần như không có vết xước luôn. Máy riêng bản hàng nha anh em, một sim nha. Con này bản hàng chức năng full nha. Con này để anh em giá 1430, 1.430.000, kèm sạc giang kính nha. iPhone 7 bán lóc màu rốt gold, màu hồng ha. Sườn đánh giá là có xuất sắc này. Sườn có xuất sắc nha anh em. Sườn không có keng nhưng mà màng riêng nguyên đẹp. Em coi màng coi. Đúng rồi, màng rất là ok. Có 1-2 vết xước cực nhẹ thôi, không có nhiều. Con này thì mình test sơ bằng tay coi. Con này là pin yếu, mình chỉ thay pin cho anh em. Pin giờ có 73 thôi. Mình thay pin cho anh em đàng hoàng. Anh em mua cứ báo cho mình nha, mình thay pin mới. Tại vì máy này riêng mình chưa muốn tháo. Anh em thích im để. Còn không thì thay pin. Con này 32GB. 32GB. Mình đã lên quốc tế rồi, anh em bỏ sim là xài thôi nha, không có liên tăng nữa. Vân tay vân chân đầy đủ nha. Con này để anh em giá của nó là 2.500.000. 2.500.000 thay pin mới cho anh em luôn. 25 nha anh em. Tiếp theo là một con Oppo F3 Lite A57 anh em. Máy nội địa anh em ơi, máy đẹp keng, nguyên zin nha. Màn hình 5.2, RAM 332. Pin con này là 2.900 nha. Máy kính đẹp, lưng đẹp, xước cực nhẹ. Máy nguyên riêng RAM 332. Đó, chức năng rất là ok nha. Hôm nay anh em về lên wifi, Facebook, YouTube các kiểu ok hết, Zalo đồ sạc rất là mạnh. 1450 anh em, 1450 kèm sạc giang kính. Tiếp theo cho anh em là một con Xiaomi Redmi Note 4X anh em. Máy riêng nguyên màu đen. Hôm nay đánh giá sơ coi. Sườn có xuất sắc nha, nhẹ không đáng kể. Máy riêng cái này như này tróc mấy cái viền được cái kính đẹp anh em. Con này kính quá đẹp luôn. Cái này nó có remote nha anh em, cái này có mắt remote này anh em điều khiển máy lạnh được nha. Cái này nó có cái phần mềm mà anh em lên Google gõ là điều khiển được máy lạnh với lại mấy tủ lạnh đồ mấy, nói chung là mấy cái món mà TV được luôn này. Có remote rất là hay, chỉ có Xiaomi mới có. Con này RAM 464 nha,
màn hình 5.5 inch, pin 4001, Redmi Note 4X. Này. Con này hàng hiếm nha anh em. Lâu lâu sưu tầm được con giới thiệu, anh em nào thích thì lấy. Cấu hình rất là ok. Chuẩn cấu hình mạnh luôn. Redmi Note 4X. Chức năng ok luôn, đẹp. Wi-Fi camera chụp hình cực nét. Ok, RAM 4/64, con này để anh em giá 1450. 1450, một cái duy nhất. Máy riêng nguyên. Tiếp theo là một con Oppo A53. Máy đẹp 99. Ôi, nhưng mà lưng này thì chắc đánh giá tầm 97-98 thôi, không được 97-98 thôi. Từ cao xước này do sẹp lưng này nè. Kính thì keng, kính 99 được coi cho phép. Kính 98.599. Sườn nguyên riêng nha anh em. Sườn đẹp nha, sườn rất là đẹp. Sườn rất đẹp, kính camera cực nét luôn. Đó, nó như thế này. Quay rất rõ cho anh em này nha. Màn hình 6.5 inch nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 128, pin 5000. Đó, cực trâu luôn, pin 5000. Máy riêng nguyên. Oppo A53, RAM 4, bộ nhớ 128. Xài chip Qualcomm gì đây? 4250 loại 8 nha. Máy riêng, anh em xài thoải mái nha. Chức năng khỏi phải bàn. Con này để anh em giá 3.4 triệu. 3.4 triệu nha anh em. Kèm sạc dán cái lọc lại cho anh em. iPhone X. Giờ được hai con iPhone X. Đẹp. 98.5 to 99. Máy riêng. Kính keng nha anh em. Nói chung là 98 này 99 này anh em biết rồi, máy cực đẹp. Máy chức năng full. Face ID rồi các kiểu ok hết nha. Đó, nói chung là Face ID đủ hết. Nói chung là full chức năng quốc tế, nói chung là bao anh em reset thoải mái. Dòng 2, dòng 3, dòng 4 thoải mái nha, không phải lo hết. 64GB iPhone X. Đó, ok nha anh em. Đấy, pin 84 nha. Pin con này 84. Gửi ra rồi. Giá 7.7 triệu anh em. 7.7 triệu. Em sạc dán cái lực cho anh em luôn. Và một iPhone X nữa. Em này đặc biệt. Máy ring nhưng mà pin 100 nha. Pin 100% chưa hề thay pin nha anh em. Chưa hề có qua thay pin nha, nên em yên tâm, mình nói sao là có vậy nha. Pin chưa thay. Nhưng mà pin 100 rất là hay. Đó. Con này như hàng xá kho của bên iPhone bên nước ngoài. Hàng xá kho nên nó mới có như thế này. Máy ML Mỹ nha. Máy ML Mỹ ha. Chức năng full. Hàng xá kho nè. Mới có được cái con mà pin 100 này nè. Máy đẹp 99% luôn. 98 tới 99 đi, cho 98 cho dễ đi. 99 thì ghê quá. Nhưng mà dễ tính là 99. Cực nét. Con này là mình phải để anh em giá của nó là 7.9 triệu nha. Pin 100, giá 79. Máy riêng luôn. Samsung A31, máy đẹp 98. A31, máy 98 tới 99. Màn hình là 6.4. RAM 6, bộ nhớ 128, pin 5000. Màu đen đẹp. Kính 99 nha. Kính bao anh em không có xước luôn. Đó, máy cực đẹp. Sưu tầm được mấy con máy đẹp giới thiệu cho anh em. A31. Anh em nào cần thì hú nha. A31. Con này để này giá 3.8 triệu nha. 3.8 triệu. Kèm sạc và dán cái lực cho anh em. Tiếp theo là một con Vivo Y20. Có cái ốp lưng cho anh em luôn. Đẹp 98.9 luôn anh em. Con này RAM 4/64 nha. Màn hình 6.51. Pin 5000. Máy đẹp 98.9. Kính keng luôn. Nói chung là con này 99 luôn chứ không phải 98 nữa. Chức năng thì khỏi phải bàn. Ok.
Ok, Y20 Vivo. Con này 2.6 nè, kèm sạc dáng kính 2.6. Tiếp theo clip là một con Xiaomi Mi 8 nè, 6.21 nha, RAM 664, pin con là 3400. Máy đẹp 98.5 trở lên. Đặc biệt là nguyên zin. Kính keng luôn, đại dáng cái lực rồi. Wi-Fi cực mạnh nha anh em. Giới thiệu loại Mi 8 này. Máy rất là nét. Con này đã đi cho anh em giá 3.5 triệu nha. Kèm sạc dáng kính 3.5 triệu. Samsung A71, máy nguyên zin. Lần sau quá xuất sắc thay 5 tháng y như clip mình quay nha. Kính camera xuất sắc này. Lần sau xước này. Mặt trước đại dáng cái lực đẹp keng, không hề có xước luôn. Chỉ có sườn với lưng sau là xước sắc nhẹ. Anh em xài ập lưng là bao đẹp. Chả ảnh hưởng gì mấy. RAM 8 bộ nhớ RAM 28 anh em. Màn hình 6.7. Pin của này là 4.5 nha. Pin 4.5 nha, màu xanh lá. Chức năng ok nha. AB1. RAM 8 bộ nhớ RAM 28. Máy thì như clip mình quay, kính đẹp keng, lưng xe quá xuất sắc. Giá 5.4 triệu nha anh em. 5.4 ha, kèm sạc dán kính cho anh em lại, thằng hoàng. Samsung A50. Nắp sau này thay mới rồi. Màn hình 6.4, RAM 464, pin 4000. Màn riêng nguyên. Màn riêng đẹp 98. 99 luôn. Sau nắp sau thì thay mới rồi nha anh em. Nói chung con máy này tổng thể đẹp, tự thay rồi cho nó đẹp keng luôn. Wi-Fi các kiểu ok. A50 sườn đẹp, kính đẹp, lưng đẹp, nói chung là quá hoàn hảo. 2.9 triệu nha anh em, 2.9 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em. iPhone 8 lút nguyên zin đẹp 98.5. sườn anh em coi đây, nét căng, zin áp nguyên zin. Coi thử con này pin, chú ý là test cái pin cho anh em thôi. Pin 84 chuẩn nha anh em, pin 84 cho luôn. Không có bèo đâu lo. Wi-Fi cực mạnh. Con này ra đi cho anh em giá 6.6 triệu nha. 6.6 kèm sạc dán kính nha. Quá đẹp. Sưu tầm mãi mới ra được một em S10 Lite anh em. Samsung S10 Lite. Kính trước đã dán cái lực rồi, đẹp, nói chung là không có xuất sắc. Mặt sau này. Mặt sau có ốp lưng lột qua luôn. Mặt sau thì đẹp nha, nhưng mà sườn thì mình thấy có một hai vết xước trời sơn. Như này cắn vỏ nhôm này, dốc này, nói chung quay kỹ cho anh em khỏi lăn tăn nha. Sườn có xước sát do tróc sơn. Đầu test cho anh em màn hình zin nha, nguyên zin nha anh em. Wi-Fi các kiểu. Con này chip 855 anh em, chip mạnh nha, chip Qualcomm 855 nha, ok luôn. Snapdragon 855 S10 Lite. RAM 8 bộ nhớ RAM 28 nữa anh em, màn hình 6.7 ha, xài thoải mái luôn. Nói chung là xài thoải mái, bao xài. Mọi chức năng thì khỏi phải bàn, quá chuẩn. Con này ra đi cho anh em đã 6.5 triệu nha. 6.5 triệu, kèm sạc dán kính nha anh em. Kèm sạc nhanh đàng hoàng, đúng của nó đàng hoàng. Ốp còn rất mới. Nó ốp giờ thì bao đẹp luôn. 6.5 triệu anh em. S10 Lite. Và mình còn con Note 8 thôi, giới thiệu anh em nó ưng thì lấy ha. Note 8, máy 2 sim luôn. Mặt sau đã dán keo rồi, mặt trước dán keo luôn rồi. RAM 664 anh em, màn hình 6.3. Và pin con này là 3.300 nha. Chức năng đây, Wi-Fi. Thông tin Note 8 2 sim. Con này 2 sim, 1 sim nữa em quay lại nha. Coi cái màn thôi. Màn cũng đẹp anh em. Màn đẹp nha. Ok, 2 sim, Note 8. Máy cực đẹp. Con này ra đi anh em giá 4.2 triệu. 4.2 triệu kèm sạc dán kính nha. Máy rất là ok. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây đi. Cũng hơi dài rồi, thằng ấy chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em.